Phú cũng có thể nói là top đầu thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. Vẫn rất cố gắng. Quá hay Lê Văn Tú phản xạ. Vẫn còn lên, rất ngẫu hứng. Đường cầu hay quá. Trận đấu này không phải hay nhất ngày hôm nay thì là gì? Hay nhất buổi sáng ngày hôm nay. Vâng. Vẫn còn. Rất hay. Rất nhanh. Vẫn còn. Một tình huống đấu cầu ngang quá hay. Trận này hay nhất sáng nay rồi. Chiến thắng cho cặp đôi Kim Thuận và Quốc Bảo. Ai đối với nhóm Đông Linh nhá. Thi đấu từ lần trận cố gắng phải. Bên kia vẫn và không vào cầu được. Mở rộng sẽ đấu lần trận số 11. Nói vận động viên Bảo của Hưng Phú chém cầu cũng rất sát. Mình thấy anh Mạnh Nho phải với cầu liên tục. Vừa miếng vẫn lên. Anh Mạnh bơi liên tục. Ra, ra. Rồi hai anh em không hiểu ý nhau. Hai anh em đang sung. Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Chúng ta đến với một trận đấu đôi nam rất hay từ giải cầu lông thị xã Đông Triều. Tranh cúp thành công mở rộng. Phía gần màn hình cặp đôi Quốc Bảo và Minh Thuận đến từ câu bộ Hưng Phú thành phố Hồ Chí Minh. Phía xa màn hình cặp đôi Lê Văn Tú và Mạnh Nho đến từ câu bộ Khánh Ninh. Đây là một trận đấu rất hay. Cũng có thể nói vui đây là trận chung kết sớm. Cặp đôi hàng đầu của cầu lông miền Bắc đối đầu cặp đôi hàng đầu của cầu lông miền Nam. Anh em vào live stream, xem live stream giúp Hùng chia sẻ đến nhiều người hơn nha. Và chúng ta lại tiếp tục comment 2 để chào nhau nào. Đập cầu rất rát. Một pha lừa cầu rất hay từ Lê Văn Tú. Sau đó là một pha dứt điểm không thể cản phá đến từ vị trí của vận động viên Mạnh Nho. Lê Văn Tú bắt cầu như tia chớp. Điểm số 3-0 rồi, em chào anh Trần Công, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream ạ. Đó là một tình huống đập cầu khá ngang người, theo Hùng thì cầu ngoài sân. Xin chào anh Tâm Quyết, xin chào Nguyễn Công Quyền, xin lỗi mọi người vừa rồi Hùng tập trung bình luận nên là chưa chào ai thì mọi người comment 2 lại để Hùng chào với. Rất đáng tiếc. Miền Nam và câu bộ Khánh Ninh cũng vậy, là một đôi cặp một câu lạc bộ rất mạnh của cầu lông Hà Nội. Đấu cầu ngang với Lê Văn Tú xem chừng là không ăn thua. Đập cầu rất tốt. Một pha đập cầu chém rất siết từ Kim Thuận. Ok, Trung Đức đang đứng đâu em? Đập cầu rất tốt. Ok, cảm ơn anh Trần Bảo An giúp em chia sẻ live stream nhá. Anh Trần Bảo An quá là đẹp trai. Anh em nào cổ vũ cho cặp đôi của Hà Nội comment 1, cổ vũ cho cặp đôi của thành phố Hồ Chí Minh comment 2 nào. Trên sân Lê Văn Tú đánh hay lắm mọi người ạ. Một tình huống cầu có lẽ là không hiểu ý nhau từ Lê Văn Tú và Mạnh Nho.
Hello mọi người, nãy giờ mọi người comment 1-2 Hùng không để ý, mọi người thông cảm nhá. Trận đấu hay quá nên tập trung xem. Chị Hạnh Nhi, xin chào anh Thanh Thoại Đỗ nhá. Tú không cặp với Huy bởi vì chuyên nghiệp không được cặp với nhau anh Trần Công ơi. Xin chào anh Trần Công nhá. Mọi người cùng thăm bạn bè vào xem cho vui nào. Giờ này giờ nghỉ trưa giải lao rồi. Vẫn thủ lên. Không được rồi. Dứt điểm rất gắt từ Kim Thuận. Quá bình tĩnh. Phát cầu khó chịu nhờ. Như 62. Xin chào anh Tín Phát nhá. Xin chào anh Hoàng Anh. Trận đấu rất hay. Và đấy ấy hơi hiền nhỉ. Tỷ số đang là 17-13 nghiêng về cặp đôi của câu bộ Khánh Ninh. Chém cầu rất xa từ Quốc Bảo. Cao quá. 18-13 cho Lê Văn Tú và Mạnh Nho. Lê Văn Tú rất nhanh. Tú tia chớp. Vâng, một tí pha tì cầu rất chìm. Bên này không khai thác được anh Mạnh Nho thì cứ đánh vào Lê Văn Tú thì gần như cơ hội thắng là không có. Quả đập này thì không thể đỡ rồi. Trận đấu thứ nhất kết thúc 21-14, chiến thắng cho cặp đôi Lê Văn Tú và Mạnh Nho. Anh Nguyên Lệ, chúng ta tiếp tục trận đấu nhá. Trận đấu cuối cùng của sáng ngày hôm nay. Cuối rồi, nốt trận này thôi. Buổi chiều ngày hôm nay đúng 13 giờ sẽ tổ chức thi đấu. 1 giờ đã đánh rồi nha mọi người. Và chúng tôi xin thông báo đối với nhóm Đông Tân Linh nhá. Thi đấu từ lần trận cố gắng 7. Bên kia vẫn không vào cầu được. Mở rộng sẽ đấu lần trận số 11. Nói với vận động viên Bảo của Hưng Phú chém cầu cũng rất sát. Mình thấy anh Mạnh Nho phải với cầu liên tục. Vừa miếng vẫn lên. Anh Mạnh bơi liên tục. Ra, ra. Rồi hai anh em không hiểu ý nhau. Hai anh em đang sung. Đầy cảm giác vẫn còn. Cầu ngoài sân. Rất hay. Rất nhanh. Vẫn còn. Một tình huống đấu cầu ngang quá hay. Trận này hay nhất sáng nay rồi. Chiến thắng cho cặp đôi Kim Thuận và Quốc Bảo. Nhanh quá. Lê Văn Tú và anh Mạnh lên lưới. Quá hay. Đúng rồi, đây là giải 5.000 đô nha mọi người. Giải có mức giải thưởng cao nhất Việt Nam đấy. Quá. Lâm Hoàng Anh chiều đánh nha mọi người. Trận cầu quá hay. Cầu ngoài sân. Rất muốn xem ba xét. Vẫn lên được, phản xạ quá nhanh. Xem Lê Tú đánh ngẫu hứng, đánh thích thật mọi người ạ. Cũng rất là mạnh.
vẫn lên bình thường. Thủ cầu ngoài sân, Lê Văn Tú thủ tốt thật. Anh Mạnh Nho thủ cũng không kém luôn. Lê Văn Tú bắt lưới khỏi bàn. Kia là Phú gì? Hưng Phú ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên này họ lện kinh quá, bên kia không chịu được rồi. Tôi Hưng Phú cũng có thể nói là top đầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vẫn rất cố gắng. Quá hay, Lê Văn Tú phản xạ. Vẫn còn lên, rất ngẫu hứng. Đường cầu hay quá. Trận đấu này không phải hay nhất ngày hôm nay thì là gì? Hay nhất buổi sáng ngày hôm nay. Vâng. Vẫn còn. Điểm số 11-5. Lên lưới rất nhanh. Rồi một pha cầu chìm về Tuấn Anh. Tuấn Anh thiểu cũng rất mạnh. Bỏ cho lắm. Nhưng mà em đang ở rất sát sân rồi đấy ạ. Rất nhanh Lê Văn Tú mà bắt cầu. Lê Tú đánh như thế Hùng không khen không được. Linh của trọng tài thôi. Người đánh không? Không đánh. Bên này họ bắt kinh lắm. Được, hai anh em đánh với nhau. Một tình huống cài cầu lắc lưới. Chủ động tì lưới ra hay thì Kim Thuận. Đợt bung cả lung long cầu nhưng mà cầu không qua lưới. Họ là chúng tôi xin thông báo lại một đứa. Thông báo trước, chúng ta đưa vào đội viên thi đấu đúng thời gian quy định. Tú với anh Mạnh Nho, không phải là anh Nho mà là anh ấy là anh Mạnh ạ. Rồi, dứt điểm tốt từ cặp đôi câu lạc bộ Hưng Phú. Rất nhanh. Điểm số 12-17. Ngoài. Cầu ngoài sân. Điểm số 18-12. Thủ cầu ngoài sân. 13-18. Vẫn bắt được, bắt nhanh thật. Cơ hội gần như là không còn cho cầu Hưng Phú rồi. Chém hay quá. Hùng phải công nhận là vận động viên Bảo của Hưng Phú chém cầu rất sát. Vẫn với vào được. Đúng là anh Mạnh người dài. Vừa dài vừa dẻo. Này về không biết có đau lưng không. Rất cố gắng. Cầu không qua lưới. Anh Đức Vương giúp em chia sẻ live stream. Vẫn mua cầu bình thường. Trận đấu hay quá. Rất ngẫu hứng các vận động viên. Hai mươi một 15 trận đấu kết thúc. Trận đấu kết thúc trong vòng 2 set. Set 1 điểm số 21-14, set 2 điểm số 21-15. Xin chia buồn với cặp đôi Kim Thuận và Quốc Bảo.